Rồi ok, 2-3 vô tiếp tục nè. Rồi chúng ta đã học xong cái bài là mãn động, và đã học lý thuyết xong rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm các cái bài tập như sau để chúng ta ứng dụng vào cái vấn đề là thực hành. Nhìn chưa? Thì bài tập như sau, người ta cho gì? Cho số nguyên dư n và dãy số nguyên a1, a2, an. Thì đây chính là nói về cái mãn á. Nhớ các bạn trước không? Đó bài test trước. Rồi ta yêu cầu hãy thực hiện cái yêu cầu sau. Thứ nhất, tính tổng các số đối xứng. Thứ hai là xuất ra các số nguyên tố. Thứ ba là sắp xếp các số nguyên tố tăng dần các phần tử khác không phải số nguyên tố giữ nguyên vị trí. Tương tự cái bài tập bên dưới họ nói như vậy đó. Vậy thì chúng ta nhìn vào bài tập này, chúng ta cần phải làm cái gì cho nó hay? Ta thiết kế ra một cái menu, đúng chưa? Một cái menu là bằng cách là đi xử lý hết tất cả những cái chương trình này. Bây giờ ta thấy những cái yêu cầu này đều liên quan đến bài toán là gì? Mãn một chiều. Vì vậy ta viết một cái menu xử lý chung. Ok chưa? Rồi thì hôm nay chắc nó có yêu cầu gì? Xóa nè. Yêu cầu gì? Thêm. Mà cái xóa khi chúng ta vừa học xong rồi đúng không? Thì ta để lại hai cái hàm này để ta dùng luôn. Ok chưa? Đúng không? Nếu bạn nào xem cái bài tập mà mãn động này nè, thì bắt buộc phải xem những cái video trước đó về cái vấn đề là xử lý cái vấn đề thêm và xóa trong mãn động bên siêu cộng và bên si. Hiểu rõ rồi mới xem được cái video này. Chúng ta phải có cái hệ quy chiếu chung trước khi xem video này, bởi vì video này không có nói là những vấn đề cũ nữa, mà ta chỉ cần đi giải quyết các bài tập thôi. Hình dung không? Đó, bạn xem video trước rồi anh đóng lại, thêm xóa đóng lại, hàm cấp phát lại bù nhớ này, hiểu rồi đúng không? Đó, đóng lại luôn cho nó gọn. À, rồi thì hàm khiêm này nè, chỗ này cần phải có dấu gì? Dấu và. Tại vì sao? Bởi vì trong hàm khiêm chúng ta có gọi là hàm cấp phát lại vùng nhớ. Thì có phải là lúc này con trỏ chúng ta đang trỏ ra một cái vùng nhớ mới không? Chúng ta cần phải có dấu và để nó hiểu cái việc thay đổi đó sau khi thoát khỏi cái hàm gì? Hàm khiêm này. Tương tự hàm xóa cũng sao? Cũng vậy. Đây hiểu ha? Ta học con trỏ rồi, rồi ok, đóng lại cho nó gọn chứ không gì hết. Rồi zoom lên, bỏ vô. Rồi lúc này ta xử lý một cái yêu cầu đầu tiên. Đầu tiên viết menu đi, viết một cái menu xử lý. Sao? Anh viết menu bằng quyết cây. Menu xuất quay đúng không? Ok, xuất quay thì ta viết cây. Những menu trước ta viết bằng gì? If, else, if. Lúc này menu chúng ta là có một bảng yêu cầu viết bằng gì? Xuất quay. Chỉ có xuất quay bởi vì hai cái hay sao? Giống nhau. If, cấu trúc if, else, if, else, if. Tương tự cấu trúc xuất quay. Mà anh cứ dùng if, else, if hết. Nhưng mà em yêu cầu thì làm thôi. Cái gì giống nhau mà. Rồi lúc này ta viết một cái hàm gọi là hàm menu. Hàm này xử lý gì? Xử lý tất cả, tất cả các cái yêu cầu bài toán. Oh. Rồi ok, zoom lên tí cho bự bận tí. Menu này làm tới luôn hoài đó. Void menu. Ok chưa? Tham số truyền vào đây, ta truyền vào đây một cái mảng đi. In sao và a phải n đi là số lượng tử của mảng, đúng không? Ở đây ta bỏ đi hết những cái này, không cần thiết. Những cái này quăng đi hết. Rồi ok, từ từ sử dụng này được hết. Rồi chỗ này ta biết một menu bằng cách ta cho một in lựa chọn. Sau đó ta cho một cái while lập vô tận. Đó, sau này chúng ta cho một cái true. Đó là lập vô tận. Vậy thì chúng ta sẽ viết một cái menu trước. Chỗ này ta có một system bow. System phải system bow mà system gì? Select. Đó, cái video trước khi xem cái video này cũng phải xem trước cái video là cách tạo menu. Sẽ n cho tt. Sẽ n cho tt. Rồi cái này ta ghi gì cho đẹp đẹp đi. Menu xử lý. Ghi những được hết tùy. Màu mè, bản nào màu mè hơn thì màu mè. Rồi hôm nay chúng ta có một cái. Chỗ này menu xong đúng không? Chỗ này end. End cho đẹp tí. Rồi chỗ này tiếp tục sell. Thì cái yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải làm gì trước? Phải nhập mảng đúng không? Là phải có rồi. Sell bởi vì người ta yêu cầu nè là cho số nguyên dương n và dãy số nguyên n, thì chúng ta cần phải làm cái hàm nhập mảng trước. Rồi sau đó ta tiếp tục làm gì? Tính tổng có số gì? Đối xứng đúng không? À, sẽ n sẽ 2 chấm tính tổng các số đối xứng. Làm một cái menu. Rồi CL2 lúc này chỗ này là làm gì? Xuất ra các số nguyên tố. Ghi lại xuất các số nguyên tố 1, 2. Chỗ này gì? 3. Rồi cái yêu cầu số 4 là làm gì? Yêu cầu số 4 chính là xuất ra các sắp xếp các số nguyên tố tăng dần.
1 2 3 4 4 sắp xếp các số nguyên tố tăng dần. Đó chỉ là cái số nguyên tố tăng dần thôi. Rồi số 5 yêu cầu gì? Số 5 đó chính yêu cầu số các phần tử là số đối xứng. Sửa lại 5 chấm. Số các phần tử là số đối xứng. Rồi tương tự số 6 yêu cầu làm gì? Khi phần tử 0 vào trước các số lẻ. Số 6 khi phần tử 0 vào sau các số lẻ. Đó là điện ta làm menu trước đi. Cái này nó hơi mất thời gian tí. Rồi tiếp tục là tìm giá trị lẻ cuối cùng trong mảng. Những bài này làm hết rồi đó. Cho lại thôi. Tìm giá trị lẻ cuối cùng trong gì? Trong mảng. Rồi sau đó tiếp tục. Gì nữa? Nhiều quá vậy. Kiểm tra xem mảng có toàn phần tử chẵn hay không. Gì? Tính cho mấy đứa làm nó mà không kịp thời gian nè. Khổ không? Giờ anh phải làm. Kiểm tra gì? Kiểm tra xem mảng có toàn phần tử gì chẵn hay không. Cái này còn nhớ dùng kỹ thuật vô. Đặt gì? Đặt gì? Cần hiểu đúng không? Rồi tiếp tục là điểm số lượng các giá trị khác nhau trong dãy số trên. Điểm số lượng các giá trị khác nhau. Quen không? Bài gì? Điểm số lượng gì? Các giá trị khác nhau, tức là điểm các phần tử phân biệt. Xem trong mảng bao nhiêu phần tử phân biệt. Rồi cái số tiếp tục là gì? Cuối cùng là gì? Tính tổng các giá trị khác nhau. Giá hai này giống nhau đúng không? Rồi tiếp tục là tính tổng đúng không? 10 tính tổng gì? Làm menu những dài chứ yêu cầu càng nhiều cũng làm càng mệt. Tính tổng gì? Các giá trị khác nhau, nghĩa là tính tổng các phần tử phân biệt. Ok chưa? Đây là các yêu cầu xử lý. Rồi chúng ta có một cái CL cuối cùng. Đó chính là nếu người dùng nhập vào số 0, chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Kết thúc chương trình. Rồi sau khi menu làm xong, chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào cái lựa chọn là CL. Nhập lựa chọn. Đúng chưa? Chúng ta sẽ xin gì? Xin vào cái lựa chọn cho người dùng nhập vào. Rồi thay vì dùng if là ta sẽ dùng một cái script khay. SWITCH script. Bên trong là cái khay chính là các cái lựa chọn. Đúng không nào? Nếu script khay thì ta truyền vào ra truyền vào biến lựa chọn. Đó là đem cái biến lựa chọn này nè. Chúng ta đi kiểm tra với từng cái khay. Nếu trùng với khay nào thì khay nó sẽ thực hiện. Ok chưa? Vậy thì set CASE là cái khay. Khay 1 thì 2 chấm làm gì? Xuống dòng bên trong đây là cái đoạn lệnh xử lý. Đó, khay 1 thì làm gì? Khay 1 thì làm gì? Đó, khay 1 thì làm gì? Nhập mảng đúng không nào? Đó, nhập mảng thì gọi là hàm nhập mảng. Chúng ta dùng lại này. Tận dụng lại liền. Nhập mảng. Đúng không nào? Mà trước khi nhập mảng phải nhập cái gì? Nhập N. Đó, copy này lại. Vô đây dùng. N ở ta lúc này chỉ cần là lớn hơn 0 là được. Hiểu chưa? Rồi, xong. Nhập mảng. Đúng không nào? Tiếp tục. Cái khay 2 làm gì? Khay 2 người ta yêu cầu làm gì ta? Khay 2 làm nhiệm vụ gì? Tính tổng các số đối xứng. Đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm công việc gì trước? Viết hàm gì? Hàm kiểm tra số đối xứng. Rồi hàm này làm sao? Làm sao? Hàm này sáng trả về một kiểu liệu là bool. Này làm chưa làm rồi nha. Kiểm tra số gì? Số đối gì? Đối xứng. Thì hàm này truyền vào giá trị là một cái giá trị cần kiểm tra. Tức là in n là một cái số nguyên cần kiểm tra số đối xứng. Đúng không nào? Và cái kiểm tra làm sao? Số đối xứng là số mà đặt từ trái sang phải hay đặt từ phải sang trái đều là chính nó. Ví dụ 123 đặt từ trái sang phải là 123, nhưng đặt từ phải sang trái là gì? 321. Đúng không nào? Nhưng một số 121 gọi là số đối xứng, bởi vì từ trái sang phải hay là phải sang trái nó vẫn là 121. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đảo ngược số gì? Số ban đầu lại. Sau đó ta lấy số ban đầu kiểm tra với số đảo ngược. Nếu bằng nhau thì số đối chính là số gì? Đối xứng. Bước 1. Đảo ngược số ban đầu. Mà đảo ngược số ban đầu là bằng cách nào? Chia cái gì? Đồng thức rồi. Có một công thức rất là nhanh. Chúng ta quay.
đúng không? Rồi sao? Chỗ này ta phải tạo một in số đảo ngựa không? Biết đảo ngựa bằng gì? Bằng không, đúng chưa? Rồi cái này y bằng gì? Đặt lên dưới đây thôi. N khác không. Rồi sao nữa? Em đây sao? Đảo ngược bằng gì? Cộng bằng hả? Đảo ngược bằng gì? Bằng đảo ngược nhân 10 cộng cái gì? Rồi cái này ta vô này đi, đó cho dễ đúng không? Đảo ngược nhân 10 đúng chưa? Đó vô này, rồi cộng cái gì? N gì? Phần trăm cho 10 đúng chưa? Là ra, thấy chưa? Là sau khi kết thúc cái quà rồi, cái này là gì? N bằng này chứ nguyên 10 đúng không? Có không? Đúng không, đúng không? Đó, rồi xong. Nhưng mà sau khi cái này, chúng ta cần đơn giản làm gì thôi? Lấy if nếu như n bằng bằng với đảo ngựa thì chúng ta sẽ return về gì? Return về true. Còn ngược lại, chúng ta sẽ return về gì? Về false. Tại sao nó nhanh? Bởi vì thuật toán này ta học cái bài trước rồi, đúng không? Chỗ này ta không nhắc lại nhiều. Nhưng chỗ này n bằng mấy? Sẽ biết rồi. Sau khi kết thúc cái while này n bằng mấy? N bằng 0. Đúng không? Vì vậy chúng ta phải trước khi vô này chúng ta phải có ý biến tạm. Rồi ta lấy cái tạm đó, ta so sánh với cái đảo ngựa mới đúng. Đúng không? Rồi xong cái hàm, kiểm tra solution. Ok. Rồi, hàm kiểm tra solution xong. Cái này vô cái công việc chính, chính là tính tổng của solution. Vậy thì ta cứ diệt mãn từ đầu đến cuối. Ông nào solution thì làm sao? Tính tổng lại. Hàm tính tổng số đối xứng. Hàm tính tổng các số đối xứng. Rồi, vậy thì hàm này là hàm trả về integer, cũng như là tính tổng các số đối xứng. Ôm lại luôn nè. Bởi vì cái bài này người ta chủ yếu là cái bài thêm và xóa tính tổng các số đối xứng. Mà bài thêm và xóa đang nằm đâu rồi? Nằm đây hả? Số đối xứng tố. Rồi, đơn giản đảo ngược cái đề bài lại một tí. Cho này lên đây đi. Đúng không? Làm bài quan trọng trước. Đúng không? Bài này đơn giản mà nhà làm tiếp. Rồi. Rồi tính tổng số đối xứng thì tham số truyền vào là một cái mảng và mảng con trỏ là in sao a phẩy in n. Ta dẹp mảng từ đầu đến cuối. Nó ta kiểm tra từng phần tử trong mảng đó bằng cách là cho in y bằng 0 y bé hơn gì? N y gì? Y cộng cộng. Ta khai báo một cái biến in tổng bằng gì? Bằng 0. Vậy thì nếu như gọi là hàm kiểm tra số đối xứng bên trên. Kiểm tra số đối xứng truyền vào tham số là a gì? A y. Nếu hàm này trả về thì là true thì a y chính là số đối xứng. Thì ta chỉ lấy tổng, cộng bằng gì? Cộng bằng A là xong. Sau khi có một for, ta chỉ cần return về biến gì? Biến tổng là chúng ta có cái yêu cầu. Xong chưa? Đúng không nào? Và ta viết hàm nào, test hàm đó. Bây giờ vấn đề anh viết nhiều rồi nên anh hiểu nó chạy sao, anh không cần test. Đúng không? Chúng ta bắt đầu ta có test. Rồi xong một yêu cầu. Rồi yêu cầu này xong, chúng ta xuống đây chạy. Rồi yêu cầu số 2. Rồi thì nếu khay bằng 2 thì chúng ta sẽ in ra kết quả n sẽ t tổng các số đối xứng là, cái đó ta gọi là hàm gì? Tính tổng các số đối xứng. Tham số truyền vào là a phải n. Và nên ta có nhớ có một cái system gì? System bầu để nó dừng màn hình lại cho ta xem kết quả. Còn không có cái này nó sẽ trôi qua cái lệnh dừng màn hình luôn. Ok chưa? Rồi khay 2 xử lý xong. Tiếp tục trường hợp thứ hai, đề cao toán yêu cầu ở gì? Này ta đổi yêu cầu rồi hả? Sẽ làm cái cực ta. Rồi ok. Chơi luôn chơi xong mới về. Phải bằng đổi. Bây giờ nó không cho. Rồi ok, làm cái xóa thêm đổi ngược lại. Thật cực tiếc thôi. Cái này ta gọi là cái gì? Khỏi đổi này mình viết lại số được. À nhưng mà ok thôi, chúng ta làm vậy thì nó bài toán nó không hay lắm. Rồi bây giờ đầu tiên làm gì? Cái số 3 là này số đúng không? Copy này lên đây. Cho này lên đây. Rồi cái sức là cái số nguyên tố nằm ở cái khay 5 đúng không? Cho đại đi, không sao hết. Cái gì nằm lộn xộn được mà. Đó, cho này lên đây. Cho này lên đây. Rồi đó sắp xếp cái số nguyên tố tăng dần, còn tụi ít xuống. Thấy không? Xóa xong, rồi thêm. Có phải số rồi thêm rồi sức rồi sắp xếp, đúng rồi. Ok thì khay 3 chính là cái việc số các phần tử là số đối xứng, đúng không nào? Bằng cách có làm hàm đối xứng rồi thì đơn giản thôi. Khay 3 tiếp tục mỗi khay 3. Rồi khay 3 hai chấm, rồi bên trong là cái động lệnh xử lý. Xử lý cái gì đó thì lúc này chúng ta sẽ đi viết một cái hàm xử lý, chúng ta gọi vô đây là xong. Vậy thì ta yêu cầu là viết hàm số các phần tử là số đối xứng.
thì đơn giản thôi, chúng ta gọi là hàm kiểm tra số đối xứng. Rồi sao nữa nào, đứng lên nói nhanh nhanh coi, thì có phải là xóa các số đối xứng, xóa các số gì đối xứng, phải tham số rừng vờ là một cái mảng inn. Đó, nhắc lại một lần nữa, nói nhanh là bởi vì do là những cái này đã làm rồi, cái này lúc này cần xử lý về mảng động thôi, đúng không nào? Thì ta cũng dẹp mảng từ đầu đến cuối, in y bằng không, y bé hơn n, y gì cộng cộng, đúng chưa? Mà số có số đối xứng thì sau khi số có phải n thay đổi không? Và chúng ta đang dùng mảng gì? Mảng động, là ta phải tiền vào con trỏ, đúng không? Mà sau khi số đi xong, liên quan đến số thì chắc chắn mảng động là sao? Số và liên quan mảng động, thêm liên quan mảng động thì phải sau khi thêm, sau khi số là cái vùng nhớ con trỏ A bị thay đổi không? Đúng không? Vì vậy tới này ta phải cần có dấu gì? Dấu và vào đó để nó cập nhật, nó nung là cái việc thay đổi vùng nhớ đó, hiểu chưa? Rồi vậy thì đơn giản thôi, gọi là hàm kiểm tra số đối xứng, thấy không? Làm cái hàm này thấy không, dùng lại chỉ cần gọi lại thôi, ta sử dụng. Rồi thì truyền vào AI chính là từng cái phần tử của cái mảng động, mà nếu AI gọi ra cái hàm đó và truyền vào AI mà trả về true, cục này trả về true thì AI chính là số gì? Số đối xứng. Nếu trả về true, Sira A, Sira AI chính là gì? Chính là số đối gì? Đối xứng. Mà AI chính là số đối xứng thì người ta yêu cầu xóa đi cái số đối xứng đó, đúng không? Mà ta học rồi, muốn xóa số nào đó thì ta chỉ cần gọi là hàm xóa. Tham số truyền vào là cái mảng cần xóa, cái n và cái vị trí cần xóa. AI là số đối xứng, vì ta gọi là hàm xóa, xóa tại vị trí gì? Vị trí y. Xóa tại vị trí chữ y là xong, đúng không? Mà ta nhớ đến vấn đề gì? Nếu hai số đối xứng nằm kế nhau thì sau khi xóa đi phần tử nằm tại vị trí chữ y thì chúng ta phải có cái y gì? Trừ trừ. Ví dụ phần tử nằm tại vị số 3 và số 4 thì số đối xứng, thì sau khi ta xóa phần tử tại vị số 3 xong thì có phải có một số đối xứng tại vị, có một số, có cái một số đối xứng tại vị trí số 4, nó dịch về vị trí số 3 nằm, đúng không? Nhưng mà vòng lặp chúng ta nè, nó lại cộng cộng lên thì nó lại bỏ qua cái vị trí số 4 trước đó, nó không kiểm tra. Vậy bạn ta phải có y trừ trừ về. Chốt lại, y trừ trừ là để sao? Sau khi xóa phần tử tại vị trí y là chúng ta phải cần y trừ trừ lại để nó kiểm tra lại cái phần tử tại vị trí vừa xóa đó. Đó, một đích là vậy. Kiểm tra lại phần tử tại vị trí vừa xóa trước đó chính là y. Đó, chỗ này y trừ trừ về, chỗ này y cộng cộng về để nó trở về kiểm tra lại y, hiểu không? Đó thì vậy, bài toán số phải nhớ trong cái này đó. Rồi gọi đây, ta chạy xong phim căng. Rồi gọi là hàm này truyền vào a phải n. Rồi có một cái câu gì đi, a sẽ n sẽ t, xóa các số đối xứng. Rồi mảng sau khi xóa các số đối xứng, mảng sau khi xóa các số đối xứng, gọi là hàm xong thì chúng ta sẽ gọi là cái này. Rồi sau đó chúng ta gọi là hàm sức mảng để sức ra cái mảng sau khi xóa, đúng không? A phẩy n. Và ta đang làm bài toán xóa trong mảng động, nó khác cái bài xóa trong mảng tĩnh nha. Nó khác chỗ nào? Là khác cái chỗ cấp phát lại vùng nhớ, chúng ta đã học trước đó rồi. Ok chưa? Học rồi nha, không còn quan tâm nữa. Không? Có phải xử lý trong mảng động giống như xử lý mảng tĩnh không? Đi khác nhau cái chỗ là thay đổi cái vùng nhớ là cái hàm này thôi. Hàm cấp phát lại vùng nhớ nè. Là ta cần phải xem video trước đó ta hiểu rõ ta mới làm cái bài này. Ok không? Đơn giản như đang giỡn. Rồi tiếp tục, thêm phần tử không vào trước cái số lẻ. Ok, mẹ sẽ giải thêm một bài này nữa thôi. Đồng thời giải thêm một bài này đi. Sắp xếp. Ok, giải thêm bài sắp xếp nữa. Rồi chúng ta sẽ nghỉ. Thêm bài này và bài này. Rồi chúng ta không cần đổi vị trí đâu. Rồi. Sao? À, không có bridge. Đó là mình quên cú pháp. Đôi khi nó cũng ngu ngang. Brelaka không, cũng không có bridge, không? Không có bridge là bị gì thì xem là cái bài gì? Cấu trúc rẽ nhánh. Bridge. Và chỗ này chúng ta cần phải có một cái lệnh gì? Ai điện anh Thế? Ai điện rồi?
để nguyên đi. Rồi ok, chúng ta tiếp tục. Chỗ này có một cái default. Đó, default 2 chấm. Default có nghĩa là nó sẽ không rơi vào tất cả các cái trường hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trên đây, 10 đến đây. Thì chúng ta sẽ xuất ra một thông báo cho người dùng là biết rằng cái gì? Đọc coi. Lựa chọn gì? Không hợp lệ. Xin kiểm tra lại. Đó, xin kiểm tra lại. Ngu vượt cái lời. Ngu vượt cái lời A hi hi. Đó, mình nghĩ vậy đúng không? Ông bên kia có 1 10, ông nhập số 11 là ngu rồi, phải rồi. Chửi. Rồi ok. Tiếp tục, nói thôi ngay trước khi làm cái chương trình cho người dùng dùng chửi cái quýt chết ạ. Rồi tiếp tục. Gì nữa? Rồi ok. Chờ anh tí, chờ anh 10 phút nữa nha. À ra một cái hóc mát tí. Trong này nóng lắm. Là phố hả? Đúng rồi chị ơi, có ghế này. Cần ghế, cứ ghế cho bạn ngồi cái. Ghế lăn cái coi. Có ghế chị ơi. Rồi ta tiếp tục cái khay số 4 nhanh đi. Rồi khi mà tử không vào sau cái số lẻ. Tiếp tục. Thêm phần tử không vào sau các số lẻ. Ok chưa? Thì void. Thêm. Thấy không? Cái video này biết hy sinh với bao nhiêu người không? Làm cái video này thấy hy sinh với bao nhiêu người không? Mà về nhà không xem nữa là không biết gì nói luôn á. Thêm phần tử không gì? Sau. Sau gì? Sau các số lẻ. Này. Rồi tham số truyền vào là bản là gì? Thêm. Thì phải in sau gì? Và A thay đổi đúng không? In và N. Rồi ok. Chỗ này ta làm gì? Dễ tiếp. Đơn giản. In Y bằng 0. Y bé hơn cái gì? N Y cộng cộng. Rồi qua cái bên. Qua cái bên mô tả bài toán. Ví dụ mảng ta có các phần tử như sau. 1 2 3 4 và 5. Đúng chưa? Anh đánh chỉ số 0 1 2 3 và 4, đúng chưa? Bây giờ khiêm số 0 vào trước cái số lẻ thì có phải là cái phần tử số 1 và số lẻ đúng không? Thì bài toán yêu cầu khiêm số 0 vào số lẻ. Thì sau khi khiêm cái mảng tại sao, chúng ta cần phải ghi ra cái mảng để chúng ta mới hình dung được cái công việc ta cần làm. Ok chưa? Vậy thì có phải là 0 1 có nghĩa diện lần đầu là khá vậy rồi. 0 1 2 3 4 5. Rồi, cập nhật lại có phải là 0, 1, 2, 3, 4 và gì? Và 5. Vậy thì bài toán khiêm số 0 vào trước các số lẻ thì chính là khiêm vào vị trí gì? Ví dụ như A0 là số lẻ thì khiêm số 0 vào trước số 1 này chính là khiêm vào vị trí gì luôn? Khiêm số 0 đúng không? Bởi vì bản chất khi mà phần tử vào vị trí Y thì các phần tử sẽ bắt dịch, đầu dịch sang từ vị trí Y trở về sau một đơn vị chỉ số, đúng chưa? Đó vì vậy trong này khiêm vào trí số không luôn. Rồi tương tự các số tiếp theo cũng như vậy. Hiểu chưa? Đây có trường hợp mà hai số lẻ kề nhau không? Có. Vậy hiện tại phải y gì? Chắc không? Ví dụ số lẻ này nằm đây luôn đi. Số 7 đi. Rồi thằng này khiêm vào đây. Số 3 nằm đây. Vị trí số 3 cập nhật lại là tặng lại với số 4. Thằng này nằm với số 5. Vô tình y cộng cộng chúng ta lại kiểm tra tại vị trí này nữa đúng không? Y cộng cộng lên. Vậy thì cái này phải y gì? Cộng cộng. Đúng không? Bởi vì chỗ này nếu chúng ta không có y cộng cộng lên thì sau khi kiểm tra thì số 3 rồi, nó khi số 0 ở đây rồi. Thì phải vòng lặp chúng ta nó cứ lặp là y cộng 1 phải không? Thì nó kiểm tra vị trí số 4. Đâu có gì sai đâu. Nhưng mà vô tình vị trí số 4 cũng chính là cái số lẻ trước đó. Thì nó cứ như vậy, nó khiêm hoài luôn, nó khiêm đến khi nào mà tràn bộ nhớ được thôi đúng không? Nhớ vấn đề này không? Vì vậy sau khi khiêm vào vị trí y là ta phải có y gì? Cộng cộng lên. Đó, bạn nào chưa hiểu thì cứ viết ra một cái bài toán vài rồi nhìn cho ví dụ cho mô tả được. Đó, đây bài toán trước vi gặp này đúng không? Đúng rồi. Chạy ra lỗi luôn bởi vì tràn bộ nhớ, khiêm hoài, khiêm vô tận luôn mà. Đó. Rồi, biểu hiện này là nếu như kiểm tra số gì? Số lẻ đúng không? AI mà sao? Phần trăm cho 2 sao? Khác không thì y AI chính là số lẻ đúng không? Thì ta gọi là hàm khiêm. Gọi là hàm khiêm. Khiêm vào vị trí gì? A phải N. Vị trí khiêm vị trí gì? Y. Đúng không? Rồi X chính là cái phần tử khiêm vào vị trí phần tử không.
Đây nó có y gì? Cộng cộng. Có nghĩa là bỏ qua phần tử vừa kiểm tra trước đó chính là AI. Hiểu không? Tại vị trí sau mà. Sau gì? Sau số lẻ. Trước số lẻ. Rồi ông nói ông buồn ngủ. Trước số lẻ chứ không phải là trước số lẻ thì có phải khi AI ông mới vèo vẽ cái ben xong cái trái. Nè, vẽ cái ben này nhìn thấy không? 1 2 3 4 5 thì có phải khiên vị trí khiên số 0 một trước số lẻ là khiên một trước số 1 và phải khiên vật vị trí số 0 luôn không? Rồi sau đó nè. Rồi ông nội này phải giải thêm cái mảng nữa không có hiểu. Nè. Ví dụ như này là 2 đi. 3 nè, 5 đúng không? 6 đúng không? Đánh chỉ số 0 1 2 3. Rồi khiên số 0 một trước số lẻ. Có phải khiên vậy không? Ok chưa? Còn lập lập đầu tiên là thấy cái phát hiện phần tử tại vị số 1 và số lẻ. Khi số 0 vào 0 1 2 3 4. Ok chưa? Lần phải đầu tiên y tầm là số 1 không? Nó kiểm tra thấy số lẻ khiên số lẻ khi số 0 vào trước số số 3 là khiên số 1. Ok ha. Rồi vòng lập làm gì? Phải vòng lập lập đến một đơn vị là kiểm tra tại vị số 2 không? Mà kiểm tra tại vị số 2 cũng chính là kiểm tra cái thằng này không? Thì cứ tiếp tục khi số 0 vào nữa. 2, 0, 0, 3, 5 và 7. Đánh chỉ số 0, 1, 2, 3, 4 và 5. Thì tiếp tục y tăng lên, y kiểm tra tại vị số mấy? Số 3. Cũng chính là kiểm tra lại thằng quỷ này nữa. Có phải làm hoài không? Hiểu chưa? Đó, vì vậy chúng ta phải y cộng cộng để bỏ qua cái số 3 này là kiểm tra tại vị số số 4. Bây giờ đơn giản chưa hiểu rõ thì cứ về sau bỏ đi cái y cộng cộng này xem chạy sao, rồi khi y cộng cộng vào xem chạy sao. Chưa hiểu nữa cho một ví dụ cụ thể ra ngoài là đó vậy thôi. Cách làm rất là đơn giản đúng chưa? Hình dung được chưa? Tên hình dung được chưa? Mình chát với gậy không nha, sát bên mà cũng chát nữa. Rồi ok chưa? Đó hiểu chưa? Rồi ta gọi là hôm nay chạy thử. Rồi bây giờ anh sẽ làm bài này thôi, cái bài những bài tiếp theo anh sẽ quay video anh gửi lại sau, ok chưa? Rồi rồi mới về để chạy cái này cái sớm thế. Khay bằng 3, khay bằng 4 gì đây? Khi mà tử không một cái số lẻ. Chưa xong chạy đâu thế? Rồi gọi lại A phải N xem chạy đúng hay không nè, rồi cho xem thử. Rồi CL. Rồi cứ bỏ lớp vào cặp nó đi. Thủ khế nó đi chạy. Mảng sau khi kim phần tử không vào sau các số lẻ dài quá. Trước số lẻ đúng không? Trước số lẻ. Rồi trước có số lẻ. Trước có số lẻ. Ồ nãy ta test cái thay 3 cho ta. Chưa test đúng không? Rồi hỏi ta test luôn. Rồi này có system bao dừng màn hình lại cho người dùng xem. Rồi ok, gọi là cái này để xuất ra cái mảng sau khi này. Đúng không? Rồi ta test luôn. Bây giờ test thử cái khay 4 trước cho bạn ấy hình dung. Rồi chưa gọi, bởi vì chưa gọi cái này. Rồi này ta bỏ hết tất cả những cái này. Bỏ hết. Chỉ cần gọi là cái gì thôi. Rồi cái delete này ta bỏ luôn trong đâu? Delete này bỏ ngoài cũng được. Rồi gọi là cái menu. A phải N. Thì đầu tiên chỗ này chúng ta phải cho con trỏ A trỏ vào những nuôi trước. Ngay đầu tiên khởi tạo ra trỏ A và cho trỏ A này trỏ đến vùng nhữ nuôi. Đó, rồi cho nó cho N bằng 0 luôn. Để tránh cái lỗi là vào đây nó không cho ta chạy. Rồi chạy lại, chạy thử. Rồi nhập lại ta test thử cái khay 4. Rồi ok, nhập cái phần tử như sao, nhập mảng, mảng có 5 phần tử đi. Nè, 1, 2. Rồi, nó đứng luôn rồi. Rồi, nó có vấn đề đó, chúng ta kiểm tra. Đó, đang có lỗi xảy ra. Dừng lại một tí các bạn, đừng nung nó. Mật mãn AN N bé bằng 0, đúng mà. Mắc gì nó không cho nạp. Tại sao? What? Rồi, kiểm tra hai hàm nhập mãn, đúng rồi, đây một cái kiến này. Đúng mà, đâu sai đâu. Y bằng 0 y bé này cũng cộng đúng không? Thì vấn đề gì xảy ra in sao mà. Nạp N bên trong đi luôn rồi. Anh nhập anh nghe
gán được bằng không đúng không? Vô đây nhập lại n nè. Số n bằng không vô đây sẽ không cho ta chạy. Bởi vì nó nói nếu như không vô được cái khay 1 này thì sẽ không có giá trị n. Vậy đầu tiên ta cho n bằng không là như vậy. Đúng không nào? Nhưng mà tại sao sao không? Sai được, vô đây bắt nhập lại n nè, nhập lại n đúng mà. Rồi chạy lại coi. Tại sao thế? Có vấn đề xảy ra chỗ này. Lựa chọn bằng 1. Nhập số lượng tử mãn là 5. 1. Ồ nó có lỗi, nó không bằng 1 nó bị lỗi. Rồi lỗi đó ta sửa coi, fix coi, fix tại chỗ. Nhanh thôi. Tại sao? Chơi nhau giờ cuối ta. Y bằng không y bấy nợ y cũng cộng. Nhập vào sin AI. In sao A, AI đúng mà. Bị sao đâu. Ồ, lỗi gì? À, lỗi gì biết không? Trước khi nhập mãn phải làm gì? Chú cấp phá. Đúng không, mãn động mà. Rồi, không ai biết ra hết. Đúng không? Chưa có động lệnh cấp phát mà đúng không? Cấp phát vùng nhớ cho mãn gì? Mãn động. Chưa cấp phát. Đúng không? Khi làm sao có câu nhớ mà chứ giá trị sao báo lỗi liền. Vấn đề đơn giản thế. Rồi, nhập nè. À, lựa chọn bằng 1. Mãn 5, 1, 2, 3, 4 và gì? Và 5. Rồi, sau đó chúng ta chưa có cái hàm sức mãn luôn ta. Rồi, ok, rồi chạy là cái hàm này luôn đi, chạy là cái hàm số mãn chắc đúng rồi đó. Chạy là cái tác số 4. Là thêm số 0 một trước cái số đó đúng không? Có ai đúng không? Không cái số lẻ. Có gì sai không? Rồi bây giờ vô bỏ cái y nè. Bỏ cái y cộng cộng đi, chưa có cái 0 luôn. Chưa làm cái tác 0 luôn. Làm nhanh quá, chưa làm gì hết. Khay 0 cũng chưa làm luôn. Rồi bây giờ vô bỏ cái y cộng cộng nè. Xem điều gì xảy ra. Rồi, nhập mãn có 5 phần tử. Lựa chọn 5 kìa vậy. Rồi 5, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Ồ, xong. Lựa chọn số 4. Nó báo lỗi không chạy hoài không? Khoa đang trên ta đang chạy hoài luôn nè. Nè, bấm enter đâu có dừng đâu. Bởi vì khi số 0 trước số lẻ cũng không số lẻ khi hoài luôn. Nếu không có y cộng cộng. Thấy chưa? Đó. Rồi ok, bây giờ được kết thúc tại đây. Và anh sẽ quay tiếp và sẽ gửi tiếp, đúng không? Hiện tại anh gửi video đi. Đó, ngày mai sẽ gửi tiếp video tiếp theo. Tối nay về xem là cái bài gì? Mãn động. Xem video và code lại cái cú pháp của nó. Từ đã giờ học, đúng không? Rồi học biết thiết mà chưa đụng máy gì đâu á. Không có nhớ đâu. Ok, rồi, kết thúc. Video tiếp theo anh sẽ sửa tiếp.